thông minh và chín chắn. Cảm xúc chỉ là những vị khách, hãy để họ đến rồi đi. Đó là bài chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tôi đập cho. Đây là cho mã lực nhất này. Vâng, xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cả ba đội thi đã hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình ạ. Và trước khi đến với phần thi dành cho khán giả sau đây thì ban tổ chức xin phép được đính chính lại câu hỏi trong phần thi đầu tiên, trong phần thi tìm hiểu kiến thức, câu hỏi số 10 thuộc lĩnh vực địa lý lớp 12. Câu hỏi số 10 như sau, đó là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển là, và đáp án là vùng lãnh hải. Và như vậy thì chỉ có đội thi số 3 là giành được điểm trong câu hỏi số 10. Vâng. Ok, táo. Và hiện nay thì ban tổ chức đã chuẩn bị rất là nhiều các phần quà hấp dẫn trong phần thi dành cho khán giả sau đây. Và các bạn cổ động viên ơi, các bạn có muốn nhận được quà không ạ? Không. Vâng, các bạn có thể nói to hơn được không? Không. Vâng. Ôi,